Đây là két sắt Việt Tiệp KVK78DM. Két sắt được trang bị khóa chìa và khóa cơ là khóa cơ đổi mã. Một két sắt có hình thức đẹp, bền, sử dụng ổn định và an toàn bảo mật. Hai lớp khóa. Đây là khóa chìa bi dạng trong chống đánh. Còn bên này là khóa cơ và là cơ đổi mã theo ý muốn. Một két sắt bền và an toàn nhất hiện nay. Ở dưới là một cái tay cầm để mở két. Nội thất của két sắt thì được chia làm 3 khoang. Khoang trên là để các cái đồ cá nhân, còn hai khoang dưới là có thể để được hồ sơ tài liệu, túi giấy bóng, playback. Đấy, rất là tiện lợi. Ưu điểm của két sắt này là an toàn, có thể chống được cháy và đủ nặng lên tới 75 kg. Cánh và chốt khóa bảo vệ rất là dày và là chốt đúc đặc. Két sắt thì thường thường được trang bị cho gia đình, công ty và nó vừa bền, vừa rẻ và chất lượng lại dễ sử dụng.